Đấy. Đi đâu? Đi xin đồ. Nhưng mà làm thứ khác nữa. Đi tức gì đâu mà toàn đi xin gì. Rồi thì giờ anh em mình giao đâu? Lấy tay chặt á, ngồi bẩn xin cái mình bẩn dao, ngồi dao nhà mẹ, trời ơi, lại YouTube mà tính quá tính như vậy, còn tiền cả giờ bữa thơ làm cái gì chè sữa rồi, rồi ok, kêu nữa, châu, trong chân hội, cá bào nha mọi người, một ly trở về với tuổi thơ. Ba người kêu không ly một. Ừ. Có người đó bào, còn có hay làm cho nó một bào không hay khỏi khỏi đá bào mà đừng có để gì chứ. Ăn tương hả? Ăn tương, sữa chứ. Đang ngồi tay ngủ hả? Ừ. Bà con ăn ly đặc kẹt đi. Ủa bà quá vậy? Thôi ly ăn. 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 Thôi đi kia bạc hà luôn. Quạo luôn á. Này đây con. Này là gì ta? Đi mấy ngàn mà đừng xịt nhiều quá lỗ lỗ. Này đó mua là lại bụng tay để dưới nè. Chứ không có ly đâu. Mày cũng còn bào truyền thống nha. Này này là gì ta? Này là gì? Cái đó siro, siro. Cái này gọi là sữa hả chú? Này nước biển nè. Mày bỏ được không? Có sữa nha. Cái chai luôn đi. Thái không hả? Rồi cái lớp trên cái thái. Lớp trên này nó có màu lớp trên này thử coi. Xanh ba xanh đó, hai màu. Mấy ngàn chú, 5 ngàn chú. Hồi đó là bò đá chứ giờ nó đập luôn á. 5 ngàn ba ly. Nhớ rồi, nhiều lắm rồi. Béo, xỉu luôn. Ok, giờ mình ăn cái đi, mình hả đi mọi người ơi. Có liếm cho. Hả? Không à. Có liếm liếm nữa. Có liếm ta nè. Cô bây giờ thấy nhổ đục biến luôn. Cô bây giờ là thấy nhổ đục biến luôn. Chứ bây giờ tôi sợ quỷ hỏm rồi đó. Cái gì cái có thật có gì được tạo. Khi mình ăn á là mình phải dầm. Đá bà quá bà dầm. Trời ơi, con biết ăn mà chú, trời ơi, ăn cảnh ăn. Không, dầm cái đầu cái mà. Bỏ này vô đi em. Nhưng ăn mình luôn. Ok, mời mọi người nha. Không mời cho anh trời. Sáng nãy giờ. Hết đường. Rồi, giờ cameraman biểu diễn nè. Vừa chạy xe, vừa dầm đá bào, vừa quay phim luôn nè. Vừa chạy xin chút. Cam quay. Dạ. Ăn luôn á gì. Cái màu đẹp quá ta. Nào nè, hồng cánh sen nha. Ôi nãy phải mua màu vàng mới đúng. Rồi. Xanh rồi, để hồi mất luôn. Hello, xin chào mọi người. Sau một hồi đưa thẻ mặt dày đi một vòng sớm. Xin chúc cái xin che không có, giờ phải bỏ tiền. Tôi không phải bỏ tiền đi mua. Chữ trước nhà đã tiền cốt được. Giờ mình phải chạy xuống cầu Sơn một mua lưới cho mọi người ơi, mọi người yêu quý tem Hào Dũng, mọi người xem nhiều nhiều mọi người để cho anh Phương trả tiền cho mình mọi người. Mấy bịch luôn rồi đó. Chứ mình đi ra ngoài chợ với em nhớ em mua đi qua cho mọi người xem nha. Rồi lưới nào mọi người đánh luôn.
mua hai cái lưới chụp, một cái mắt sáu nha, mua hai cái tiền hao đi tới lúc gắt này kia nữa mình thay đổi luôn. Thôi đây chạy lên chỉnh đó, giờ mình về nhà mình làm đó mọi người ơi. Bên nghề nghiệp tội lắm mọi người, chạy nhìn trên đọc cây. Dở nha. Vì phát cỡ. Khi mà đúng với Nghĩa đúng chút thì Phương với Phương quất rồi. hẹn với Phương kiếm mồi mọi người. Mình bắn sòn sòn nha chứ phải như tư nấm nha các bạn. Đầy gỗ luôn. Bây giờ. Đầy bọc. Đầy bọc bữa hôm cũng đầy bọc rồi đó. Clip trước này đầy bọc rồi đó. Bọc xin tố quá bọc. Bọc rễ mấy này đúng mía. Đây á. Nó bể tiếng rồi còn. Nó bị tròn. Không biết luôn á. Dễ cũng không biết kìa. Em còn không biết nữa. Nó cái gì đâu mà tự nhiên đang bắn rồi. Ai về ăn hận luôn á. Bắn chỉ đi sớm rồi rồi. Ủa thường ngày tôi nhắm cũng kề kia lấy cái đầu rồi, rồi lấy nhánh nó nữa được, được đủ rồi. 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 Có máu. Đứng ra, đứng ra nè. Gắt xin đôi đường lại đó. Có lỗ luôn, bể gạch ta luôn kìa. Cũng dễ trời, dở lên bốn góc nằm dưới sông. Dẹp luôn, dẹp vô đi, dẹp vô. Làm đồ chụp xong quá rồi kiếm cá anh. Bộ hồi đứng bổn tay em vô luôn nha. Cho anh cộng Phương ơi.
Sao gãy đầu rồi cao ga men. Mà ga men từ từ nó bắt tử không có làm đâu quay không. Chứ kì ai kêu chủ kênh. Tại do chủ kênh đó ổng ép cameraman làm nên cho em phải làm. Ai kêu biết làm chi. Còn miếng giải nào không Phương? Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng. Kẻ ngồi không. Đây cái công đoạn này là mình gần xong nha mọi người. Ôi ôi. Lên. Lên. Kẻ. Đâu? Đó đúng đó. Đâu? Chứng nón hay không? Cây đó. Anh chỉ. Có. Có. Nó trúng đạn rồi, nó thấm nó bay qua đó nó mới xỉu rồi. Nếu mà nó lên đó mà nó đậu á nó khét rồi. Nó lên nút cho mời đúng không? Ừ. Trời. Đang ho vậy đó. Để lấy đồ nghề ra cần câu móc nha. Lẩm hàng nãy giờ thấy câu cá không? Giờ mình câu cò. Đang làm cái đồ chụp cá anh cái gặp con cò không ngừng tay được. Đây anh này. Cầu ma là anh cò ốm á hả? Ốm cầu ma. Dạ đưa nè, làm cái đầu nữa đi. Nè, em thấy cá nè, lên cầu cầu thẳng xuống. Rồi mình đi qua kia mình nghỉ mát luôn. Đây là lần chụp đầu tiên của tôi nha. Qua đây ngồi chỗ mát luôn ơi. Ai không chụp thì mình vô chụp mát, ngồi đi để tôi chụp. Lên cái chỗ mà bữa cá Lưu Hồng với con Phi đồng bài bài á. Chỗ bữa dí á. Vậy chứ không dính. Hồng thua lắm.
Nope. Cái hồng vô mát kìa, hai ba con trống. Nope. Chỗ chơi vậy đó. Xuống với mấy lục bình đó. Từ chụp Thương hiện vô trong đó ảnh ăn chim nha mọi người. Để nó qua đi dở luôn. Mọi người thấy bài cá điêu hồng không? Hai ba con. Có rồi nghe mọi người. Chị gỡ không? Một con rô phi với một con liêu hồng. Rút lên luôn á, rút lên luôn. Đậy đầu đâu đầu. Thôi chứ sao bỏ đi. Vô mé này nè đây. Mé này mát nè. Sát đó. Mát mát giờ này cá vô cũng mát nè. Đái vô. Đợi xíu, tôi biết chờ. Lại cái khúc bên đó nó có cây, mình cá nó sẽ về ở đó. Chiên hay nước? Chiên muối. Kìa, chưa hỏng. Chỉ giờ này cá vô mát không à. Từ từ, từ. Quả rồi, quả rồi. Giờ này nước rộng á, cá nó mới vậy. Cầm cầm ốp luôn, không phải cầm cái ốp luôn á. Cá này, cá đông này nó đúng đó. Giờ này cá vô mát của mình còn vô mát với câu cá. Lật nó ra đi. Chỉ có anh em mình cực khổ, anh em mình làm cái clip này để cho anh em mà xem. Với lại nãy anh Phương nhỏ nói gì? Đâu có cá. Đợi mà dính cá mới về mà lấy thùng là chậm rồi. Chắc lấy cái xô bự quá. Tới tôi cho tôi thử cái đó bạn. Xe cái mé mát mát á. Nghĩa. Con dập nó hơi bị ổn nha. Con dập hơi bị ổn. Đặt lớn rồi. Nè, có máu có tiền. Để gì lưới trống rồi đó. Nó hút nước lên nhỉ. Ê, mở cái túc đi. Mở cái lo túc cái cá rô phi về cơ. Đưa em lại luôn, phải sự đó, kiếm gì nữa luôn. Nào biết tính. Anh dở lên lại luôn á. Để 2-3 phút rồi anh dở ra. Phải anh khoái được dở. Dở khó quên. Rồi 2-3 phút rồi. Nhớ tôi lên nổi chạy nè. Kìa kìa, điêu hồng với rô phi về bên đây nè. Nope. Từ từ, nhẹ thôi. Điêu hồng khôn lắm. Phương không được rồi, tới mình coi được không? Tại do ăn ở. Tâm nha mọi người, tâm. Cây cũng dưới đây tâm. Thiệt hả? Biết hay gì? Nằm cái lưới đó. Tôi dở được rồi. Được chưa? Đâm rồi, nguyên cái lá luôn. Cái này là cameraman mới chụp nha mọi người. Hơi có với người ta.
cái gốc cây bần kìa. Hắt nó ra ngoài đấy. Nằm dưới thì nè tụt quần nhảy xuống mò đi. Có thức ăn ha, dục xuống. Sinh tồn gian giả. Cái này mà chụp cá chỗ này phải không? Bình trà. Trà đá luôn. Tôi để cái bàn chỗ này nè ha. Bánh trái, đậu mứt. Cuối cùng là ra uống trà hay là ra đi chụp? Có một cái tính là cộng trừ nhân chia không? Cho cá bơi ngang cái mình dở lên. Có bụng rồi đó. Chỉ có vốn đầu tư 10.000 đồng thôi. Cá là ta hủ cho 1 ký cá. Giờ có rồi hồi ăn cái gì ăn Phương? Chiên muối đi. Chiên muối là cái gì ông nội? Rồi tôi biết rồi. Không, cái này chiên chiên xù là ấy, ta phải bỏ bù lòng ra tại nó ăn lá rong. Không, mình sẽ chiên tươi. Cameraman sẽ làm nấm xoài hả? Phải không ta? Nấm xoài. Phải không? Nữa là cái gì? Mắm mắm. Nước mắm chấm bình thường à. Còn xoài để riêng hả? Xoài đâu ra? Mình chiên ăn cơm nha. Nước mắm xoài. Xíu mình sẽ bắt nồi cơm, mình sẽ đem vô bú chắc được á. Ai mặn? Anh chú cha gì nhóc chứ mà nếu mà chiên vậy là mặn cái bụng thôi, cắt cho mang mặn cái bụng thôi, đừng có rút ruột hả? Rút ruột thôi. Còn khỏi cái gì? Khỏi cầu giấy hả? Đâu anh định để luôn nhớt á. Ăn cho nó thấy ba cái đàm. Nãy giờ không ai nói rồi, cảm ơn Tư hay là hay hay sao không khen chứ đổ nhậu. Tư là cái gì vậy? Hay là Tư? Tư chứ. Là Hiếu Hải. Chán, đã nhìn nó chán một cái luôn. Rồi hồi ai có cá ăn cá, ai có chim cò vậy, ăn chim cò. Ai nhìn mệt đó. Ở đây xem đây, anh chỉ biểu diễn một lần duy nhất. Cá linh,
cái lưng phải xình mới được à. Hay vậy trời, đây anh mày gỡ vô. Phương 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 phương. Bên phải, bên phải. Bên phải. Ừ. Ừ. Rồi, giữ giữ cần. Hả? Kia kia. Này đó hạ luôn đi. Nữa. Ừ. Linh nó vuông. Cái linh trời, cái linh dữ vậy. Bớt linh đi. Hả? Bớt linh đi. Con cá không linh, con cá không linh. Linh dễ của cây em. Linh hoài. Giờ mấy anh em mình đổ ra làm nha các bạn. Nó nóng làm mình chiên bên kia. Mình với Nghĩa là làm cá. Cho cho men làm nước chấm. Rồi xong ở trên cúng kiến rồi mời Lê Hữu Phương về ăn thôi. Để làm gì chơi không kiếm cái đầu được chơi. Cuối cùng cũng chín rồi, rất giả phỏng tay. Cái đó này là chiên là giòn tan là ăn luôn xương luôn. Có con cò, có mấy con chim nữa. Chén mắm. Chén mắm cũng mình làm. Phải nước mắm luôn ơi. Kẹo, chua chua, ngọt cay cay. Cái cà bự là tiêu. Cho chết. Ớt nha.